Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá gạo ngày 1 tháng 11 2023 giá đứng. Giá gạo hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long bình ổn. Theo quan sát tại Cái Bè, nguồn gạo về Lai Rai, giá gạo sáng nay kho mua vững giá tại khu vực Cái Bè. Gạo đẹp cao hơn từ 30 tới 50 ngàn đồng một ký. Ít gạo đẹp. Gạo nguyên liệu, gạo thành phẩm hôm nay tại Sa Đéc, gạo nguyên liệu IR504 13.200 tới 13.300. OM380 13.100 tới 13.200. OM5451 13.600 tới 13.900. OM18 Đài Thơm 8 13.900 tới 14.100. Nhật Hè Thu 13.100 tới 13.300. ST21 14.500 tới 14.600. ST24 14.700 tới 14.900. Tại An Cư, Cái Bè, gạo nguyên liệu IR504 13.500 tới 13.700. OM380 13.400 tới 13.500. OM5451 13.900 tới 14.100. OM18 Đài Thơm 8 14.300 tới 14.500. Nhật Hè Thu 13.300 tới 13.400. ST21 14.500 tới 14.700. ST24 14.700 tới 15.100. Tại Lấp Vò, gạo nguyên liệu IR504 13.200 tới 13.300. OM380 13.100 tới 13.200. OM5451 13.500 tới 13.800. OM18 Đài Thơm 8 13.900 tới 14.000. Tại An Giang, gạo nguyên liệu IR504 13.100 tới 13.200. OM5451 13.400 tới 13.700. Đài Thơm 8 OM18 13.900 tới 14.000. Phụ phẩm các loại: tấm thơm thành phẩm 12.100 tới 12.500. Tấm lộn xộn 10.900 tới 11.000. Cám 7.100 tới 7.300. Giá gạo chợ: gạo thường 13.500 tới 15.000, gạo jasmine 16 cho tới 18.500, nàng nhang 26.000 đồng, gạo trắng 16.000 đồng, sóc thường từ 16 tới 17.000, nàng hoa 19.000, thơm thái từ 18 tới 20.000, gạo nhật 22.000. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi, tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.